Kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Minh Phát nhé. Các bạn thân mến, hiện tại bây giờ đang là 20 giờ 27 phút buổi tối ngày hôm nay, tức là 9 giờ 27 phút buổi sáng giờ của Mỹ. Vàng thế giới hiện đang ở quanh mức giá là 1755,2 đô la Mỹ. Trong phiên ngày hôm nay, vàng thế giới đã giảm khoảng 23 đô la Mỹ với tỷ lệ là 1,3%. Có thể nói đây là mức giảm mạnh, tương đối là mạnh trong ngày hôm nay. Tiền điện tử Bitcoin hiện đang giao dịch ở quanh mức giá 36.200 đô la Mỹ. Trong phiên ngày hôm nay đã tăng khoảng 5%. Mức giao dịch thấp nhất trong ngày hôm nay của vàng thế giới là 1.750 đô la Mỹ và cao nhất là 1.778 đô la Mỹ một ounce. Như vậy cái biên độ giao dịch trong ngày hôm nay là khoảng 28 đô la Mỹ các bạn nhé. Trong một ngày mà biên độ giao dịch khoảng 28 đô la Mỹ là tương đối là rộng. Hôm nay thứ ba ngày 29 tháng 6, tức là phiên thứ hai trong tuần này. Cả hai phiên thì đều ghi nhận là vàng thế giới giảm cũng như là vàng trong nước. Với chỉ số đô la Mỹ thì trong ngày hôm nay đã vượt qua ngưỡng là 92 điểm. Hiện tại đang ở quanh mức là 92,110 điểm. Phiên ngày hôm nay đã tăng khoảng 0,25%. Với chỉ số đồng đô la Mỹ tăng như thế này thì chứng tỏ rằng là giá vàng sẽ bị kìm hãm, rất là khó tăng. Trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ hiện đang đứng tại mức là 1,499% một năm. Còn đây là bảng niêm yết giá vàng chốt phiên ngày hôm nay trong nước. Cả chiều mua và chiều bán đều điều chỉnh giảm từ 100 cho đến 200.000 đồng một lượng. Cái mức điều chỉnh giảm mạnh nhất vẫn là vàng nữ trang, vàng nhẫn. Như vậy ở chiều bán, ở vàng trong nước mình đã mất cái mốc 57 triệu đồng một lượng các bạn nhé. Hiện đang ở quanh mức giá là khoảng 56,8 cho đến 56,9 triệu đồng một lượng thôi. Còn ở chiều mua quanh mức giá là 56,4 triệu đồng một lượng. Đây là giá vàng ở các tổ chức lớn cũng như là một số ngân hàng đều điều chỉnh giảm ở cả hai chiều mua bán. Giá vàng SJC ở các tỉnh thành cũng tương tự, giảm ở cả hai chiều mua bán. Ở chiều bán đã mất mốc 57 triệu đồng một lượng rồi. Còn đây là giá vàng 4 số 9, vàng nữ trang SJC. Mức giảm mạnh nhất ở cả hai chiều mua bán là 200.000 đồng một lượng. Hiện tại bây giờ giá vàng vẫn đang có tín hiệu giảm các bạn nhé. Theo mình phát nghĩ thì mới mức giá vàng như thế này 1755 đô la Mỹ như thế này thì ngày mai chắc chắn một điều đó là vàng trong nước mình sẽ có khả năng sẽ giảm tiếp. Nếu vàng thế giới nó không vượt lên cái mức 1775 hoặc là 1780 đô la Mỹ. Cái chỉ số kỹ thuật, kim chỉ số kỹ thuật thì đang nghiêng về cái phía bán rất là mạnh. Lực bán của các nhà đầu tư cũng như các quỹ ETF rất là mạnh các bạn nhé. Chứng tỏ rằng giá vàng hiện tại đang gặp rất là nhiều khó khăn. Cái chỉ số đô la Mỹ đã vượt qua ngưỡng là 92 điểm rồi. Đây là một trong các nguyên nhân khiến cho giá vàng sụt giảm mạnh. Rất là khó tăng các bạn ạ, rất là khó tăng. Tiền số thì tăng ầm ầm, tăng rất là mạnh, nhưng mà vàng thì lại giảm. Rồi, có lẽ Minh Phát cập nhật giá vàng buổi tối ngày hôm nay để các bạn nắm được. Sau đó các bạn sẽ nắm được cái xu hướng về ngày mai các bạn nhé. Minh Phát nhắc lại là nếu như vàng thế giới cứ giữ ở cái mức này thì ngày mai chắc chắn trong nước mình sẽ giảm nữa, và lại càng rời xa cái mốc 57 triệu đồng một lượng. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Các bạn nhớ hãy đón xem bản tin của Minh Phát được phát hành vào lúc 6 giờ sáng ngày mai nhé các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn ngủ ngon nhé.